chẳng cần lam lũ qua loa, tam tai đã hết vinh hoa sẵn dành, thần tài gọi đến đích danh, trời cao sáng tỏa công thành phất lên, chín đời cửu ngũ phía trên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Quý sư thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi, quý sửu sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh quý sửu hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón quý sửu phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, bản mệnh tuổi quý sửu đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của quý sửu không được dễ dàng làm mấy. Quý sửu thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy quý sửu hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời quý sửu những điều bất như ý quý sửu nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh quý sửu hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà quý sửu đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời quý sửu. Vậy nên, hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp quý sửu nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của quý sửu thay đổi thì thái độ của quý sửu cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của quý sửu sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của quý sửu chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý bản mệnh quý sửu thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh quý sửu có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý sửu. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người quý sửu nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị theo dõi. Nữ mệnh tuổi quý sửu sinh năm 1973, lan ngoại chi ngưu, ung dung vượt quan hạn 53 tuổi ngoạn mục, đón phúc lớn trong năm Ất Tỵ 2025, bội thu tài lộc, tiền vàng chất cao như núi, nếu như biết được cơ mệnh này. Đầu tiên, thông tin đặc trưng tính cách người tuổi quý sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Quý sửu sinh năm 1973, hay còn được gọi với cái tên lan ngoại chi ngưu, tức là trâu ở ngoài chuồng. Năm sinh dương lịch từ ngày mùng 3 tháng 2 năm 1973 đến 22 tháng 1 năm 1974. Năm sinh âm lịch quý sửu, thiên can quý, tương hợp mậu, tương hình đinh, kỷ, địa chi sửu, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, thìn tuất sửu mùi, mạng tang đố mộc, gỗ thân cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, số quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển. Cuộc đời quý sửu sinh năm 1973, nữ mạng, được Phật hư không tạng Bồ Tát bảo hộ, Thích Ca Mâu Ni Phật hộ mệnh, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ. Người tuổi quý sửu thông minh, sáng suốt nhưng cũng rất thật thà, chất phác, có chính kiến và không bị lay động trước nhiều luồng tình cảm khác nhau. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Nữ quý sửu sinh vào ban ngày sẽ năng động, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền nhưng lại vất vả hơn những cô nàng được sinh vào ban đêm. Tuổi quý sửu sinh vào ban đêm, cả đời sống an nhàn, bình yên nhưng cuộc sống không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Sinh vào mùa đông và mùa xuân là hai mùa thuận sinh, cuộc đời được sung sướng, nhàn hạ, có người còn được cả vinh hoa, phú quý vì có chỗ dựa vững chắc lâu dài. Theo can chi, cân xương đoán số, 4 lượng 6 chi, tuổi quý sửu đi đâu cũng đều đạt hanh thông, nhất là đổi họ rời nhà lại càng thịnh vượng, ăn mặc đầy đủ, tự số trời định sẵn. Nữ mạng tuổi quý sửu là người phụ nữ kín đáo, hiền dịu nhưng cũng đầy kiên nhẫn, họ siêng năng, cần cù, dễ tạo dựng sự nghiệp và mái ấm gia đình hạnh phúc, thường là chỗ dựa cho nhiều người. Tuy tiền vận quý sửu khá vất vả,
phải tự mình phấn đấu vươn lên. Cuộc sống thăng trầm nhiều sóng gió, nhưng vào trung và hậu vận, an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp của ngũ hành giữa can và nạp âm. Những người cuối quý Sửu sinh năm 1973, xét theo ngũ hành thuộc mộc, nữ mạng này thường có tính cách lanh lợi, hoạt bát, cũng rất dịu dàng, tháo vát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ quanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng rất tốt bụng, vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi quý Sửu, nữ mạng lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên rất dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của bạn. Người tuổi quý Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ của người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật, bởi vậy không ai biết những kế hoạch họ đang làm. Tuổi quý Sửu nữ mệnh là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Vận mệnh người tuổi quý Sửu nữ mạng khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ỷ lại mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý. Đối với tuổi quý Sửu, nữ mạng, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong gia đình của mình. Đặc biệt, tuổi quý Sửu rất chung thủy, âm thầm và ấm áp, họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Kết hôn với phụ nữ tuổi quý Sửu, bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là con người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ tuổi quý Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ tuổi quý Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn vượt qua thử thách. Tóm lại, cuộc đời tuổi quý Sửu nữ mạng, nhờ có tâm tính hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở, khó khăn. Thời trẻ thường gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi, vượt qua hậu vận tốt lành, bước vào giai đoạn này, sự nghiệp của bạn cũng hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đạo bình an, con cái bạn cũng được thành đạt, biết phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ, khiến đời sống của bạn càng an nhàn và hạnh phúc. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi quý Sửu theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp ất tương sinh, báo hiệu một năm nhiều may mắn, công việc làm ăn thuận lợi, ngày càng đi vào giai đoạn thịnh vượng, có thể mở mang thêm các nguồn thu nhập không ngừng gia tăng, tài lộc dễ tụ. Xét về địa chi, Sửu gặp tỵ, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Dấu hiệu thăng quan tăng chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc ngày một sinh sôi nảy nở. Đặc biệt, bản mệnh có vận quý nhân vượng, mưu sự lớn nhỏ đều có người giúp sức, nên dễ thành công như mong đợi, cuộc sống gặp nhiều may mắn, tiền bạc dư dôi, có của ăn của để. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành mộc, gặp năm hỏa là quan hệ tương sinh, người làm ăn kinh doanh cũng có cơ hội thu về một khoản bội tiền. Có điều, cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn kẻo ngã bệnh lúc nào không hay, trong năm đề phòng các bệnh về phổi nói riêng, đường hô hấp nói chung. Tiểu kết, bước sang năm 2025, nữ mạng quý Sửu sinh năm 1973, đón vận trình nhiều khởi sắc, làm ăn phát đạt, bên cạnh đó vẫn còn đôi chút thách thức, cần có sự nhanh nhạy với thời cuộc. Để tự tạo lấy lợi thế cho bản thân, quý nhân cũng xuất hiện để tương trợ kịp thời, tiền bạc dư giả, chất lượng cuộc sống được nâng cao, sức khỏe có phần giảm sút, cần để tâm chăm lo hơn quý vị nhé. Thứ hai, xem tử vi năm 2025, tuổi quý Sửu, nữ mạng, theo sao chiếu mệnh. Năm 2025, nữ mạng quý Sửu gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch, hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trong năm sẽ hao tốn tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn, bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hưng vận. Kim Tinh,
còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỷ, thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới giả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch, ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay bị ưu phiền vì mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của mình. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần sự lưu tâm. Chú ý cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Cách hóa giải sao thái bạch chiếu mệnh, tuổi Quý Sửu, nữ mạng. Sao thái bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn, gặp phải sao thái bạch chiếu mệnh, thường hao tốn tiền bạc, tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc, rắc rối với luật pháp, dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sao này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao thái bạch như sau. Thái bạch hạn ấy nặng thay, nam nữ máu huyết kỵ dày gươm đao, kim tinh bạch hổ vì sao, cứ mặc áo trắng chiếu vào phương Tây, cưới gả tạo lập ra đường, tháng năm kỵ lắm tổn thương chẳng hiền. Bi ai đang khó hao tiền, không tai cũng vậy trong năm khỏi nào, có người cũng nhẹ không sao, có người bị vướng tù lao giam cầm, cũng nên tích đức thiện tâm, quý nhân phù trợ ai đau thiệt mình. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng, dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Tuy nhiên, thì tâm lý và thái độ sống tích cực, thiện lương mới là yếu tố then chốt. Bởi vậy, nữ mạng Quý Sửu gặp sao này trong năm nên tích cực làm việc thiện, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Bên cạnh việc hóa giải vận hạn bằng cách tu dưỡng bản thân thì dưới góc độ tâm linh, nhiều người làm lễ dâng sao giải hạn để mong muốn hy vọng tạo nên sự an tâm, có niềm tin, lạc quan vui vẻ hơn trong cuộc sống, trước là bình an mạnh khỏe, sau là được hanh thông cát lợi. Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Thứ ba, xem tử vi năm 2025, tuổi Quý Sửu, nữ mạng, theo niên hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được tốt, Thiên La được hiểu là lưới trời. Xét về sao Thiên La, trong môn tử vi đầu số, sao Thiên La luôn được an cố định tại cung Thìn, cùng với địa võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ chấp hành. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ, nặng thì dây dưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Gặp hạn Thiên La cảnh phòng ly cách phu thê, trong năm đương số nên nhẫn nhịn nhiều hơn để gia đình êm ấm, chớ nên ghen tuông to tiếng, kẻo chuyện bé xé ra to, tâm luôn không yên, lo lắng mọi điều. Hạn Thiên La khi gặp phải tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái, hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, đương số có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn tới cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị, thế nên cả hai cần nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Thiên La như sau. Thứ nhất, quan hệ vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, mỗi bên cần nhường nhịn, hạ thấp cái tôi bản thân xuống, tránh nghi ngờ, ghen bóng ghen gió, đi trễ về khuya, tạo nên căn cứ để nghi ngờ. Nên tổ chức đi du lịch hay nấu nướng những bữa tiệc để vun đắp thêm tình cảm vợ chồng. Thứ hai,
các vấn đề tâm lý bất an, bồn chồn, nóng nảy, gặp ác mộng nên xử lý bằng cách có chế độ sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi điều độ, khoa học. Nên bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn, tạo thành một thói quen tốt. Đây cũng là một cách giải hạn thiên la rất tốt. Có một điều đặc biệt, đó là khi gặp hạn thiên la, trong môn tử vi đầu số, nhiều người gặp rắc rối với luật pháp, nhẹ hơn là vi phạm quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị hoặc bị mang tiếng xấu, nhiều dư luận điều tiếng không hay lan truyền. Trong một năm đối với một thế hệ lứa tuổi, có rất nhiều trường hợp khác nhau, có người thăng tiến phát tài, sinh con, cưới vợ, mua nhà, bị cách chức, đuổi việc, kiện cáo, mất trộm. Do vậy, việc áp dụng cách giải hạn thiên la trong hệ thống 8 hạn này cần phải linh hoạt, mang tính chất tham khảo, người xưa ghi chép, lưu truyền lại, nhất định có lý do. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Năm 2025, người tuổi Quý Sửu gặp vận niên, kê hồi viên. Kê hồi viên, tức là gà về vườn, biểu tượng này mang ý nghĩa, gà về vườn thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Tình cảm, gia đạo hài hòa, ít phải suy nghĩ phiền muộn, có hỷ tín trong gia đình. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Quý Sửu, nữ mạng. Bước sang năm 2025, nữ mệnh tuổi Quý Sửu là 53 tuổi, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can địa chi, sao chiếu mệnh, vận niên cho thấy đây là một năm tương đối tốt. Tuy là năm hạn tuổi, nhưng có ngũ hành bản mệnh tương sinh với mệnh năm, tứ trụ thiên hòa địa hợp, vận trình tài lộc năm nay no đủ, hạnh phúc, cầu được ước thấy, sự nghiệp thăng tiến. Về sao hạn, nữ giới tuổi này, năm 2025 gặp sao Thái Bạch chiếu mạng, hạn thiên la chủ về mâu thuẫn, gia đạo, nữ mạng thuộc tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Thay vì bận tâm đến tuổi hạn, thì nên chú ý xây dựng các mối quan hệ, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về vấn đề sức khỏe, cũng cần quan tâm hơn, ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên tập thể dục thể thao để có một sức khỏe tốt. Hơn nữa trong năm nay, nữ mệnh tuổi Quý Sửu gặp vận niên kê hồi viên, tức là gà về vườn, biểu tượng này mang ý nghĩa, gà về vườn thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Quý Sửu nữ mệnh trên các phương diện chính, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp của bản mệnh sẽ đạt được những bước tiến nhanh chóng. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bản mệnh tạo thành. Trong năm này, các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích cho bản mệnh tuổi Quý Sửu không ít trong khoảng thời gian này. Bản mệnh được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, điều quan trọng là phải nhanh chóng nắm bắt, không nên nhường cho ai. Bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để phát triển bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Năm này, bản mệnh tuổi Quý Sửu đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời địa lợi nhân hòa, lại có thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường chỉ lối, cho nên bản mệnh tuổi Quý Sửu cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, bỏ ra bao nhiêu công lao thì nhận về bấy nhiêu thành quả, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Trong thời gian này, mọi dự định, kế hoạch đều được tiến hành một cách trơn tru, thuận lợi, chỉ cần bản mệnh luôn nỗ lực và biết nắm bắt cơ hội thì sẽ thu được thành quả như ý, sẽ giàu có. Trong năm này, đối với những người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, bản mệnh luôn thể hiện thái độ nghiêm túc, tận tụy trong công việc. Bằng tài năng thiên bẩm và ý chí vững vàng, mọi nhiệm vụ được giao đều đạt kết quả xuất sắc nhất. Chính vì thế, bản mệnh vừa nhận được sự kính nể từ đồng nghiệp vừa được cấp trên tin tưởng, giao phó nhiều công việc quan trọng. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp trong tầm tay, tương lai ngày càng sáng lạn, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương và có thể nhận được những mức đãi ngộ đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức,
Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Với người làm kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của Thanh Long và Thiên Phúc, bản mệnh có số được quý nhân phù trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với bản mệnh tuổi Quý Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, bản mệnh cũng nên nhớ là chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy chướng tai, ngứa mắt mà gây hại mình. Trong năm cũng có ngũ quỷ hung tinh chiếu mệnh, làm cho bản mệnh cũng gặp phải những kẻ tiểu nhân, những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bản mệnh đạt được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín. Điều mà bản mệnh cần làm là bình tĩnh ứng phó, cần phải mềm dẻo, khéo léo hơn trong xử lý, đồng thời chú ý mở rộng, cải thiện các mối quan hệ xã giao của mình tốt hơn. Về phương diện tài lộc, bản mệnh tuổi Quý Sửu bước sang năm Ất Tỵ 2025 cho thấy về phương diện tiền bạc có thể coi là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất. Bản mệnh cũng nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong vận trình tài lộc của mình. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp cho bản mệnh luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh. Thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Vận trình tài lộc được nở rộ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư, mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu cho mình. Nhờ vào ý chí phấn đấu, khát khao làm giàu mạnh mẽ, bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này sẽ cầu được ước thấy, thành công vượt bậc trong sự nghiệp, sẽ mang đến mức lương khiến nhiều người phải mơ ước, nhờ đó cuộc sống của bản mệnh tuổi này ngày càng trở nên giàu sang, phú quý. Những người kinh doanh, đây cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tuổi Quý Sửu cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục đầu tư, có thể thử sức với các lĩnh vực mới. Bản mệnh cũng rất có duyên được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền tài, cũng có thể được giới thiệu cho những thời cơ hiếm có, nếu biết nắm bắt thì lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Đặc biệt, người làm trong ngành bất động sản có cơ hội thắng lớn, nếu biết tận dụng những cơ hội vàng trong khoảng thời gian này để đầu tư sinh lời, thì bản mệnh sẽ bội thu về tiền tài, của cải. Năm này bản mệnh sẽ có một năm nhiều may mắn, buôn may, bán đắt, tiền bạc thu về không ít, giúp cho túi tiền không ngừng đầy lên. Vì thế bản mệnh nhanh chóng trở nên giàu có, nhờ vào những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc kinh doanh, buôn bán của mình. Trong năm 2025, bản mệnh tuổi Quý Sửu về tài lộc vẫn có điểm báo hao tổn, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Bản mệnh cũng cần lưu tâm đến cách quản lý tài chính thật chặt chẽ để tránh tình trạng chi tiêu lãng phí, hao tán tiền bạc không đáng có. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Bước sang năm Ất Tỵ, về phương diện tình cảm, gia đạo của bản mệnh tuổi Quý Sửu cũng khá tốt, xuất hiện nhiều điểm sáng. Tình cảm vợ chồng biết thương yêu, trân trọng và thông cảm cho nhau trong những phương diện của cuộc sống. Nhờ vậy, đôi bên có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đỉnh cao. Tình cảm gia đình hài hòa, các thành viên trong gia đình luôn có được sự thấu hiểu, chia sẻ với nhau trong mọi việc. Nhờ thế mà giảm bớt được những hiểu lầm không đáng có, ít xung đột lớn, nếu có cũng dễ dàng giải quyết thỏa đáng. Bản mệnh là người vợ đảm đang của gia đình, luôn yêu thương chồng con, nên gia đình lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và tiếng cười. Đối với bản mệnh Quý Sửu đang còn độc thân cũng rất vượng vận về đào hoa, ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh có những suy nghĩ cởi mở và lạc quan hơn về chuyện tình cảm. Bản mệnh sẵn sàng tham gia vào các buổi giao lưu, gặp gỡ và nhiệt tình trò chuyện với nhiều người xung quanh. Có thể, thông qua những buổi gặp mặt này, bản mệnh sẽ chinh phục được ai đó bởi những nét độc đáo trong tính cách của mình. Ở độ tuổi này, bản mệnh tuổi Quý Sửu đã biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình. Biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với bản mệnh tuổi này. Về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc là về phương diện sức khỏe của bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này lại không quá lạc quan cho lắm. Đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu trong năm này, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bản mệnh cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn. Bản mệnh nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, lúc này đang là giai đoạn mắc nhiều bệnh tật. Đối với những người có tiền sử về bệnh di truyền trong gia đình hoặc có nguy cơ mắc bệnh thì càng phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Trong năm này đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu,
đang chịu ràng buộc của Hạn Thiên La và Sao Thái Bạch, cho nên bản mệnh cần đặc biệt lưu ý dễ phát sinh tâm bệnh, quỷ ma quấy phá, tâm lý bất an, mặt mày xây sẩm, bệnh cũ dễ tái phát và có nguy cơ bị biến chứng khá nặng và rất nguy hại tới tính mạng. Đồng thời, sự xuất hiện đồng thời của hai sao Bạch Hổ và Tang Môn trong năm nay sẽ đe dọa đến sự an toàn sức khỏe, nếu không giữ gìn, dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Ngoài ra bản mệnh trong năm này cần thường xuyên thăm khám sức khỏe tổng thể và chăm chỉ ăn kiêng, luyện tập thể dục, thể thao, duy trì một lối sống khoa học, tránh thức khuya dậy sớm hoặc làm việc quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Khi gặp chuyện không như ý muốn, bản mệnh cũng cần giữ suy nghĩ lạc quan để tinh thần luôn được nhẹ nhõm. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho bản mệnh. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mệnh Quý Sửu sinh năm 1973. Những yếu tố phong thủy có thể giúp nữ Quý Sửu sinh năm 1973 có thêm nhiều may mắn hơn trong vận trình cuộc sống của năm 2025. 1. Màu hợp tuổi. Người sinh năm 1973, họ thuộc vào mệnh mộc, tượng trưng cho cây dâu. Về mặt ngũ hành, thủy tạo nên mộc và ngũ hành mộc cùng tương hỗ với mộc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng mối quan hệ tương khắc với mộc là kim khắc mộc. Khi xem xét về màu sắc phù hợp với tuổi Quý Sửu 1973 theo ngũ hành, tuổi Quý Sửu sẽ hợp với các màu thuộc ngũ hành thủy, bao gồm các gam màu đen và xanh dương, cũng như các màu thuộc hành mộc như màu xanh lá cây. Sử dụng những màu này trong cuộc sống có thể mang lại may mắn và thuận lợi cho người tuổi Quý Sửu. Trong phong thủy, tuổi Quý Sửu nên tránh sử dụng các màu thuộc hành kim như màu trắng, xám và bạc. Sử dụng những gam màu này có thể gây ra điều không may và khó khăn cho họ. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Tuổi Quý Sửu năm 1973 thuộc mệnh mộc và nạp âm là tang đố mộc, được biểu thị bởi gỗ cây dâu, lại có nhiều điểm đặc biệt độc đáo và ý nghĩa. Với tâm hồn chủ đạo là nhân ái và sự phấn đấu, phương châm đặt nhân lên hàng đầu đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc sống của họ. Các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần, mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy mà bản mệnh Quý Sửu thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn. Tượng thuyền buồm. Với tính linh hoạt và khao khát phát triển, thuyền buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của công việc, điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi 1973, thuyền buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra, thuyền buồm phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Quý Sửu 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có gao ki hình đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng, gấm vóc và không có hậu môn nên chúng có khả năng chiêu tài, cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi 1973, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh xa năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi 1973 kiên trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Phật bản mệnh Hư Không Bồ Tát. Hư Không Bồ Tát, biểu tượng của lòng từ bi và tình thương trong văn hóa Phật giáo, lá bùa hộ mệnh cho những người sinh năm 1973. Với tính cách linh hoạt và khát khao giúp đỡ người khác, hình ảnh Bồ Tát Hư Không đóng vai trò chơi như một biểu tượng động viên và hướng dẫn họ tạo niềm tin và tình yêu thương. Ngoài ra, Bồ Tát Hư Không Tạng còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và tập trung vào việc tạo niềm vui và hạnh phúc cho người khác.
Các biểu tượng này cuối cùng giúp chúng ta không ngừng cống hiến và chia sẻ những giá trị tích cực trong cuộc sống. Tóm lại, Bồ Tát Hư Không mang đến sự từ bi, tình thương và động viên cho những người sinh năm 1973. Sự hiện diện của biểu tượng này trong không gian sống hoặc làm việc của họ có thể giúp họ duy trì tinh thần tích cực và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của tâm hồn. Vâng, thưa quý vị, đầu năm người Việt có tập tục chọn người hợp tuổi xông nhà để cầu những điều bình an may mắn cho gia đình. Những người được chọn xông nhà là người hợp tuổi, hợp mệnh hoặc đơn giản là những người có lối sống đức độ, tử tế, được mọi người yêu quý. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Sửu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Đinh Dậu 2017 tốt, Đinh Dậu 1957 tốt, Bính Thân 2016 khá, Đinh Mão 1987 khá, Tân Dậu 1981 khá, Đinh Tỵ 1977 khá, Bính Thân 1956 khá, Đinh Mão 1927 khá, Ất Dậu 2005 khá, Nhâm Ngọ 2002 khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Sửu trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Dần 1962 không tốt, Tân Hợi 1971 không tốt, Mậu Dần 1938 không tốt, Canh Thìn 1940 không tốt, Canh Tuất 1970 không tốt, Mậu Dần 1998 không tốt, Canh Thìn 2000 không tốt, Giáp Dần 1974 không tốt, Giáp Tý 1984 không tốt, Nhâm Thân 1932 không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ Hoàng Đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình từng tháng âm lịch của bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng trong năm 2025 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, tổng thể con đường tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, bản mệnh tuổi Quý Sửu chắc chắn sẽ có nhiều ánh sáng. Xung quanh bản mệnh là nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Trong tháng này, công việc của bản mệnh tuổi Quý Sửu có chút xáo trộn, bản mệnh cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Nếu có công việc quan trọng và gặp khó khăn thì bản mệnh nên tham khảo thêm ý kiến của những người thân, bạn bè xung quanh, không nên tự ý một mình quyết định. Bạn bè và người thân vẫn luôn ở bên, sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ. Ngoài ra, trong tháng này tình hình sức khỏe tốt, tình duyên sẽ đến trong thầm lặng. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch này, bản mệnh tuổi Quý Sửu bị ảnh hưởng bởi hung tinh Thiên Khốc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận những tin trong họ hàng có tang tóc hoặc tin xấu xung quanh mình. Kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Phương diện tài lộc có dấu hiệu lao dốc, có thể sẽ phải chi tiêu nhiều, ngoài những nhu cầu thiết yếu, thức ăn, nhà ở và phương tiện đi lại. Còn có các mối quan hệ xã giao, cũng như chi phí học hành của con cái, bản mệnh cần tìm thêm nguồn thu nhập khác ngoài tiền lương của công ty. Tinh thần suy sụp và thiếu ý chí chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà sa sút. Bản mệnh tuổi Quý Sửu nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Bước vào tháng 3 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Sửu có tài lộc bình thường trong tháng này, công việc phát triển đều đều, không có nhiều biến cố phát sinh. Vận trình tình cảm phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tinh thiên hỷ, các bản mệnh tuổi Quý Sửu không phải vất vả nhiều, mà thường có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình hoặc bạn đồng hành. Bản mệnh thường tự biết cách chăm sóc gia đình của mình.
vận trình tháng 4 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Tháng này, tử vi cho thấy vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu khá vượng, dưới sự trợ giúp của ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, giúp bản mệnh vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Quý Sửu có thể nhận được nhiều cơ hội tốt ở nơi làm việc, đối mặt với khó khăn cũng có thể nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, hãy cố gắng mở rộng mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh. Sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh những suy nghĩ tiêu cực. Bản mệnh nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc của mình, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này có phần sa sút do ảnh hưởng của các hung tinh, một số người làm văn phòng. Tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút, điều này khiến công việc gặp trở ngại, cản trở sự nghiệp. Cục diện Sửu Ngọ tương xung có thể khiến cho bản mệnh tuổi Quý Sửu vướng phải một số chuyện thị phi, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh, tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Vì vậy, bản mệnh tuổi Quý Sửu nên kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu thì bản mệnh có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm để được giúp đỡ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Đối với bản mệnh tuổi Quý Sửu bước sang tháng 6 âm lịch, vận trình sự nghiệp tương đối thuận lợi. Đây là lúc bản mệnh thể hiện năng lực và nâng cao uy tín của mình, có thể đạt được những bước đột phá lớn trong công việc. Trước những thay đổi đột ngột của cuộc sống, bản mệnh phải có khả năng thích ứng kịp thời. Bản mệnh cần phải biết nắm bắt thời cơ và phấn đấu để đạt được thành tích tốt hơn trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Về vận trình tài lộc cũng tương đối tốt, thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng, giúp cho bản mệnh thoải mái và yên tâm hơn với cuộc sống của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Về phương diện sự nghiệp của các bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng 7 âm lịch này lại không tốt lắm. Một số chuyện không vui có thể xảy đến nhưng bản mệnh vẫn nên giữ thái độ lạc quan và tích cực. Trong gia đình, dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Tháng này không thích hợp cho việc cưới hỏi hay biến cố lớn về mua nhà, mua xe, nếu không có thể xảy ra những điều không may mắn. Sức khỏe cũng không tốt, bệnh cũ dễ tái phát. Thông thường, bản mệnh nên tăng cường cơ thể và tập thể dục, không nên ngồi hay nằm một chỗ lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, tài lộc tháng này vẫn khá tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Sửu lại có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Với sự giúp đỡ của các tinh giúp cho vận trình của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi, tiền bạc dư giả, có thể đầu tư sinh lời. Trong tháng này, bản mệnh tuổi Quý Sửu gặp được tháng có ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội. Bản mệnh có thể hợp tác với những đối tác, khách hàng đáng tin cậy để thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh của mình, mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Với bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này gặp cục diện tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, công việc có nhiều áp lực, mưu cầu công danh sự nghiệp không được như ý. Bản mệnh cần tham khảo những ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm, cũng cần đọc nhiều sách để tham khảo và cố gắng thoát ra khỏi giai đoạn hoang mang này. Tình hình sức khỏe của bản mệnh tuổi Quý Sửu 1973 trong tháng này có chút xấu. Bị sao hung tinh quấy phá, phá hoại, bản mệnh có thể bị ốm bệnh hay bệnh cũ tái phát, cơ thể mệt mỏi. Do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Tử vi cho thấy, với các bản mệnh tuổi Quý Sửu trong tháng này, có vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết người tuổi này về cơ bản ít có biến động lớn hay là bị tác động của các yếu tố bên ngoài gây phiền nhiễu. Tài lộc có phần ổn định, nhưng nếu không chăm chỉ làm việc thì tài lộc có thể sẽ rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng.
Bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu được cải thiện đáng kể. Với sự giúp đỡ và hỗ trợ của các tinh, thần tài gõ cửa, quý nhân phù trợ, giúp cho bản mệnh thu được lợi nhuận trong việc kinh doanh, buôn bán hay là đầu tư về tài chính. Hung tính Bạch Hổ xuất hiện, bản mệnh tuổi Quý Sửu cần chú ý an toàn cho bản thân, có thể xảy ra một số tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn về xe cộ, sự cố xảy ra do sử dụng các vật sắc nhọn thường ngày như dao, kéo, đồ vật bằng kim loại. Vì vậy, khuyến cáo những người tuổi Quý Sửu nên cẩn thận trong sử dụng các vận dụng hàng ngày và tham gia giao thông để tránh làm tổn hại đến thân thể. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 cho bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Sửu có phần khởi sắc rõ rệt. Quý bạn ít chịu tác động của các hung tinh nhưng lại được các tinh thúc đẩy, giúp cho bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh. Về phương diện đầu tư tài chính thì bản mệnh được sự chỉ dẫn của người có tri thức đi trước, đồng thời bản mệnh tuổi Quý Sửu có công việc diễn ra thuận lợi, cho nên việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Do đó, bản mệnh có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Không những vậy, những người kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, lợi nhuận cũng tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Về cơ bản, bản mệnh không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc nhiều. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên có kế hoạch trong việc chi tiêu phù hợp để hạn chế tình trạng mua sắm vung tay quá chán, làm tao tán về tiền bạc không đáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.